Sáng ngày 22 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phòng Diên Hồng nhà Quốc hội và kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trả lời đại biểu trong phiên làm việc sáng 22 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, tội phạm mạng, sử dụng công nghệ cao không chỉ riêng ở Việt Nam là thách thức an ninh phi truyền thống mà các nước đều phải đối mặt. Hiện nay, Liên Hợp Quốc đang đề xuất Hiệp định Tội phạm mạng quốc tế và Việt Nam là thành viên sẽ tham gia ký kết Hiệp định thời gian tới. Theo Bộ trưởng, Bộ Công an cũng đã bố trí lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại công an các địa phương. Đây là lực lượng chủ công. Đồng thời, các lực lượng khác của Bộ Công an cũng được nâng cao kỹ năng, phương tiện để đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao theo hệ đối tượng đấu tranh của mình. Nhân đây, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khuyến cáo cử tri, người dân tự mình nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự đề kháng để phòng ngừa tội phạm. Ngày 22 tháng 8, Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Tri thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức. Với chủ đề Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư diễn ra từ 21 đến 24 tháng 8 tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ 400 đại biểu kiều bào và 200 đại biểu trong nước tham dự các phiên thảo luận chuyên đề và khảo sát thực tế. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định cộng đồng kiều bào ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong xã hội sở tại. Một số người gốc Việt đã tham gia sâu vào hệ thống chính trị sở tại ở các cấp, nhiều doanh nhân người Việt nằm trong danh sách các tỷ phú của thế giới, nhiều chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ kiều bào được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế, góp phần làm rạng danh cơ đồ và vị thế Việt Nam. Đồng thời, kiều bào cũng là một trong những cầu nối, đóng góp ngày càng chủ động, tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa sở tại và quê hương đất nước. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc của Việt Nam. Nói đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nhắc tới những người con đất nước, xa quê hương, xa tổ quốc, nhưng luôn luôn nuôi dưỡng, phát huy những tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, hướng về cội nguồn. Với tất cả sự trân trọng, chúng ta có thể nói điều này. Những con người đóng góp tinh thần, vật chất, kể cả hy sinh xương máu cho đất nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay. Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới đã được tổ chức 3 lần vào các năm 2009, 2012, 2016 với sự tham dự của các kiều bào tiêu biểu từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ cùng đại diện của lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh thành trong cả nước. Hội nghị là diễn đàn trao đổi chuyên sâu giữa kiều bào với trong nước về những vấn đề mang tính chiến lược trong xây dựng và phát triển đất nước và các nội dung về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ngày 21 tháng 8 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola, MPLA, cầm quyền do ông Manuel Domingos Agosto, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại dẫn đầu. Tại cuộc tiếp, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường chào mừng đoàn đại biểu Đảng MPLA sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với đảng MPLA, với nhà nước và nhân dân Angola, chia sẻ với những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, công tác chuẩn bị cho Đại hội 14 của đảng ta và những mục tiêu phát triển của Việt Nam đến giữa thế kỷ 21. Lãnh đạo Angola trân trọng cảm ơn sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa mà Việt Nam đã dành cho các nước châu Phi, trong đó có Angola, đặc biệt là trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ông Manuel Domingos Agosto đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai đảng thời gian qua, khẳng định mong muốn tăng cường đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển đất nước,
bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao vai trò, vị thế trên trường quốc tế, đề nghị hai đảng nỗ lực củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác thực chất, sâu rộng, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp và giáo dục. Thưa quý vị, sau 5 năm tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, bằng nhiều chương trình hành động dài hạn về tầm nhìn, Hà Nội đã thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa nói riêng và làm giàu nguồn lực văn hóa, sức mạnh mềm của thủ đô nói chung, từng bước nâng cao vị thế, tạo dựng được hình ảnh mới hấp dẫn hơn cho Hà Nội. Ngày 30 tháng 10 năm 2019, UNESCO đã ký quyết định công nhận thành phố Hà Nội chính thức thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế của UNESCO, với mục tiêu lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị bền vững. Lĩnh vực thiết kế là một trong 7 lĩnh vực bao quát của mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO. Tôi cho rằng khi Hà Nội chọn tiêu chí về thiết kế, Hà Nội muốn gửi gắm thông điệp rằng thiết kế gắn liền với tất cả các lĩnh vực văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo. Tôi cho rằng đây là một lựa chọn hoàn toàn chính xác khi Hà Nội xây dựng hồ sơ đề cử của mình. Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố lịch sử, văn hóa với nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của quốc tế và quốc gia với hàng trăm làng nghề truyền thống. Hà Nội cũng là nơi tập trung nhân tài, trí tuệ của cả nước với hệ thống các trung tâm nghiên cứu, học viện, trường đại học. Đây là những nhân tố quan trọng cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo. Hà Nội là có một cái tiềm năng và có một cái lợi thế quá lớn, bởi vì chúng ta vừa là thủ đô và đồng thời là chúng ta có tăng trưởng nóng, nhưng chúng ta ít bị tàn phá bởi cái sự tăng trưởng phát triển công nghiệp. Cách kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và thậm chí ngay cả những cái cách thức bài trí và ngay cả con người Hà Nội hiện nay cũng đang giữ được nhiều cái nét. Đấy là một cái lợi thế. Tài nguyên văn hóa thì là thiết kế, là âm nhạc, là ẩm thực, là văn học, là những cái mỹ nghệ, dân gian, vân vân, thì đều những cái đấy đều có thể để làm động lực cho chúng ta phát triển kinh tế văn hóa được. Trước đây chúng ta hay quản quan niệm quản lý là từ trên xuống dưới, từ thành ủy, từ ủy ban nhân thành phố xuống các quận, các phường. Thế nhưng mà đối với một thành phố sáng tạo thì người ta lại phát triển từ dưới đi lên trên, tức là từ cộng đồng đi lên trên. Thì khi mà vào thành phố sáng tạo ấy, thì cái cách vận hành quản lý là cũng có thể có sự thay đổi. Tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là cơ hội và điều kiện thuận lợi cho Hà Nội trong việc định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh trong tất cả các lĩnh vực sáng tạo văn hóa. Với tầm nhìn và thương hiệu của một thành phố sáng tạo về thiết kế sẽ tạo động lực để Hà Nội xây dựng, giúp Hà Nội thu hút đầu tư quy mô lớn, tạo động lực phát triển đô thị, phát triển giáo dục và các sự kiện văn hóa gắn liền với tầm nhìn phát triển bền vững. Khi Hà Nội đã trở thành thành viên của mạng lưới, thì Hà Nội sẽ xây dựng cho mình một khung hành động để triển khai các cam kết của mình đối với mạng lưới nhằm thúc đẩy văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa và sự sáng tạo. Và thực tế là Hà Nội đã thực hiện được rất tốt việc xây dựng và thực hiện các chương trình hành động của mình ngay từ khi chính thức trở thành thành viên của mạng lưới này từ năm 2019. Tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là bước đi đầu tiên nhưng có ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu nâng cao vị thế và tạo dựng hình ảnh mới, hấp dẫn hơn cho Hà Nội. Để thực hiện cam kết, Hà Nội đã và đang cụ thể hóa bằng những chương trình hành động dài hạn về tầm nhìn và kết nối các chính sách của thành phố nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa nói riêng và làm giàu nguồn nhân lực văn hóa, sức mạnh mềm của Hà Nội nói chung. Vừa qua, tại khu Liên hiệp Thể thao Cửu Long, Bến Tre đã diễn ra chương trình thiện nguyện Trao bò vàng gửi ngàn yêu thương với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương cùng nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn và bà con nông dân. Đây là hoạt động nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của người dân tại địa phương. Kính thưa quý vị, trao bò vàng gửi ngàn yêu thương. Với mong muốn đóng góp để sẻ chia và lan tỏa giá trị nhân văn, tương thân tương ái tới cộng đồng, chương trình thiện nguyện Trao bò vàng gửi ngàn yêu thương có sự đồng hành của Hội đồng Họ Dương tỉnh Bến Tre, Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thành phố Hồ Chí Minh, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre, chính quyền địa phương và tập đoàn King Farm cùng diễn viên Huỳnh Anh Tuấn nhằm xây dựng cầu nối, góp phần đem đến sự thịnh vượng cho bà con nông dân, cho sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà. Tôi rất vinh dự và tự hào ngày hôm nay có mặt tại đây đại diện cho công ty cổ phần tập đoàn quốc tế King Farm tổ chức sự kiện ý nghĩa này, đóng góp chia sẻ để lan tỏa giá trị cộng đồng. Việc trao tặng những con bò cùng sản phẩm của tập đoàn, chúng tôi
Hy vọng đó là một cơ hội để cải thiện cuộc sống, tạo ra nguồn thu nhập ổn định, bền vững cho các hộ gia đình gặp khó khăn. Bên cạnh đó, đưa tới bà con những sản phẩm hỗ trợ của tập đoàn, giúp bà con có những giải pháp chăn nuôi hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế khu vực. Trong khuôn khổ chương trình, tập đoàn Kinh Farm đã trao tặng 9 con bò tại trại giống uy tín cùng 9 bộ sản phẩm hỗ trợ tăng trưởng chăn nuôi Gold King cho 9 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Thạnh Phú, Châu Thành, Rồng Tôm, Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Ba Chi, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, thành phố Bến Tre. Các hộ gia đình còn nhận được sự đồng hành hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi đạt hiệu quả cao từ các kỹ thuật viên của công ty cổ phần tập đoàn Kinh Farm trong một năm tới. Với nguồn nguyên liệu nhập khẩu châu Âu tăng trưởng theo tiêu chuẩn Mỹ, sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP, sản phẩm cung cấp vitamin và khoáng chất cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết. Sản phẩm Gold King của USA còn là sản phẩm 3-0, không hóc môn kích thích, không chất cấm, không tích nước nên cực kỳ an toàn cho vật nuôi và người chăn nuôi. Gold King USA với thành phần chính là vitamin tổng hợp và các loại khoáng chất phù hợp, bổ sung bột trứng gà, chứa kháng thể phòng tiêu chảy, suy hô hấp E. coli kéo màng cho vật nuôi, cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết mà thức ăn thông thường không có, tăng sức đề kháng và đẩy nhanh quá trình phát triển của vật nuôi. Chuyển đổi số y tế đang phát triển như một xu hướng toàn cầu và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Nhiều cơ sở y tế trong nước đã và đang ứng dụng các công nghệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong hoạt động khám chữa bệnh. Thay vì chờ đợi để lấy sổ xếp hàng, tại nhiều cơ sở y tế hiện nay, người dân có thể dùng căn cước công dân gắn chip và nhận diện khuôn mặt để đăng ký tại kiosk y tế thông minh hay thanh toán viện phí. Chỉ vài phút thao tác bằng căn cước công dân tại quầy kiosk này, dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế, chị Thúy đã hoàn tất thủ tục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, tự lựa chọn được chuyên khoa tại Bệnh viện Hoài Nhai. Không phải đến sớm để xếp hàng, không phải cầm theo nhiều giấy tờ là những điều khiến chị Thúy hài lòng khi đi khám. Bà Nguyễn Thị Vân mang trong mình nhiều bệnh nền. Thay vì phải đến sớm chờ đợi lấy số như trước, đến giờ bác sĩ hẹn, bà chỉ qua quầy kiosk, nhận diện khuôn mặt và đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, bà đã hoàn tất thủ tục khám. Bệnh viện họ lưu lại trong cái hồ sơ bệnh án rồi. Chúng tôi chỉ cầm mỗi cái giấy lấy thuốc này. Vâng. Thế sau đó là ra quầy thuốc lĩnh thôi. Hiện nay ngành y tế Hà Nội đã triển khai thí điểm 5 kiosk tự phục vụ tiếp đón khoảng 1.600 bệnh nhân một ngày tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn và 1 kiosk tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, đồng thời tiếp tục triển khai thí điểm kiosk tự phục vụ tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì và Bệnh viện Hoài Nhai. Với kiosk y tế thông minh, trong lần đầu tiên đến khám bệnh, người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip và nhận diện khuôn mặt để đăng ký cũng như thanh toán viện phí. Tại Bệnh viện Hoài Nhai, thay vì tiếp đón 5 phút cho một bệnh nhân, giờ chỉ còn 30 giây cho một bệnh nhân. Nhân lực tiếp đón cũng chỉ cần duy nhất một người. Cái lợi ích của cái việc triển khai kiosk đó là tất cả các cái thông tin của bệnh nhân đã được liên kết đối với cả hồ sơ bệnh án điện tử và sẽ được lưu lại toàn bộ dữ liệu trên hồ sơ khám của bệnh nhân. Đấy là những lần sau bệnh nhân quay lại khám thì đã được lưu trữ toàn bộ các thông tin và đã được khám ngày nào, giờ nào, ở đâu. Và chúng tôi cái dữ liệu đó để sử dụng lên cổng bảo hiểm. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, việc ứng dụng những cây kiosk này là một trong những điểm quan trọng để hoàn thiện bệnh án điện tử. Bệnh án điện tử giúp cho chúng tôi có thể lập cái kế hoạch điều trị và chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn, nhanh hơn và chính xác hơn. Các cái thông tin đưa ra chính xác và nó phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị nghiên cứu đăng ký triển khai mô hình kiosk y tế thông minh, góp phần chuyển đổi số ngành y tế, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong bệnh viện. Đặc biệt sau khi triển khai, cần tiếp tục kiểm tra, theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình để có những giải pháp điều chỉnh kịp thời. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.